Kính chào quý bà con. Thưa quý bà con, hôm nay ngày 10 tháng 12 năm 2022, kênh xin được cập nhật tình hình giá mít Thái tại các khu vực để bà con mình tham khảo nha. Thưa bà con, những ngày vừa qua thì chúng ta đã ghi nhận sự tăng giá bất ngờ của trái mít Thái. Mặc dù mới có vài ngày thôi nhưng mà cũng là một tín hiệu rất vui cho thị trường mít Thái hả bà con. Hiện tại ai đang có mít bán thì là cũng đã có lời và gỡ gạc được phần nào thời điểm, cái thời gian cách đây ít ngày là giá mít còn đang rất là thấp luôn. Tuy nhiên, theo phản ánh của nhiều người nông dân trồng mít cho hay rằng tính đến ngày hôm qua đó bà con, thì là giá tại giá báo ra là giá mít kem lớn từ 28 cho tới 29 ngàn đồng một ký. Như vậy là bán tại vựa sẽ còn cao hơn nữa. Nhưng người dân bán chỉ được cao nhất là khoảng 18 ngàn đồng một ký. Bởi thực tế hiện nay thương lái và vựa không có, hoặc nếu có thì cũng rất ít, là mua mít kem lớn hay còn phân loại là mít nhất đó. Thay vào đó thì họ chỉ mua kem nhỏ, trái nặng từ 7kg, muối lên màu đẹp, hoặc là kem rất lớn, trái nặng từ 9kg, muối chưa lên màu đẹp, và mít kem rất nhỏ, trái nặng từ 4kg, muối chưa lên màu đẹp. Cụ thể, kem nhỏ và kem rất lớn đó thì được thương lái mua cùng mức giá là 18.000 đồng, còn kem rất nhỏ là 12.000 đồng. Theo giá của ngày hôm qua đó nha bà con. Thì như vậy tính là bà con mình bán cũng không có được bao nhiêu, nhưng mà cũng đỡ hơn so với những ngày mít thấp trước ha bà con ha. Tính đến thời điểm hiện tại thì theo khảo sát là rất là ít vựa mua kem lớn, cho nên thương lái cũng không thể nào bắt kem lớn hay là mít nhất cho bà con được. Quay trở lại tình hình giá sáng ngày hôm nay thì theo ghi nhận giá nhích nhẹ so với hôm qua nữa nha bà con. Tại khu vực Tiền Giang mít nhất 30, mít nhì 21, mít 3 12. Tại Đồng Tháp, An Giang, Hậu Giang, Cần Thơ, Vĩnh Long, Long An, Sóc Trăng, Trà Vinh, mít nhất 29, mít nhì 20, mít 3 là 11. Tại khu vực miền Đông, mít nhất là 27, mít nhì 18, mít 3 là 10.000. Giá kênh cập nhật cho bà con là giá thương lái mua tại vườn. Tùy theo lái, tùy theo đoạn đường vận chuyển xa hay gần mà giá sẽ có sự chênh lệch nhất định từ 1 đến 2.000 đồng. Cảm ơn bà con đã theo dõi kênh. Hãy nhớ nhấn nút đăng ký kênh, nhấn nút thích video, cũng như có thể bình luận vào kênh để trao đổi thêm. Xin kính chào.